Đây mới phải là lợn đen chính hiệu của Á Vàng cái nào. Về cho bụng họ nó lấy xem. Lâu rồi bù cái chân này nhưng mà không có thời gian mổ. Hả? Tổng bù nó thời gian mổ một tuần nó. Mua về lâu rồi vẫn chưa mổ ấy. Chân đen này. Lợn đi đây đúng là lợn điên thật là no. Lợn điên. Lợn điên. Loại này mới chính là lợn điên. Lợn điên nó mỏng mỏng thôi. Ngon. Lợn mình xôi là nó dày, ăn thịt nó dày. Ngon. Nhìn cái bì của nó là biết. Còn thịt chứ không thì mua rồi. Nè. Anh Hộ làm nốt cái này. Anh Hậu ăn rồi, anh Hậu ăn thì ăn này. Con này bao nhiêu chục ký? 50 cân. Bé này nè. Quay về khoe với người già đấy. Suốt ngày ăn thịt lợn đen thôi ở đây. Lợn này anh em đấy. Đây mới là đầu lợn đen này nè. Con này còn non nữa nhỉ? Non mà. Này lại Đức kìa. Không. Tay to. Nhìn cái chán mà. Nhanh nhanh mà phải này. Lại Đức thì thịt nó to bằng này thì nó cũng phải thấy rồi. Nó dày lắm. Ở tay to hơn lợn mình. Đây đích thị lợn lợn sân lập. Đức. Tao chỉ tổng bao nhiêu. Chiếc của tao mà. Chiếc chọi gà kia anh không biết. Dạ. Phòng đi xem không? Có mà. Bao nhiêu con này? 9 con. Con ở đâu vô địch kìa? Con A Phá. Ê mà chả chọi nhạy. Mà hai con kia nó đánh không hay đâu. Chọi buổi trưa chứ bỏ chọi buổi trưa hôm qua cái phòng. Ừ. Ê chả gọi anh đi với xem đi. Đấu lâu không mấy con à? Lâu mà, con đây phần con ở phần ấy ngày đấu lâu ấy. À. Khi nào lại chọi mới ở thấy bảo là mùng 6. Mùng 6 tháng 12 dương lịch á? Ừ. Mùng 6 tháng 12 á? Ừ, gần đến. Mỗi tháng chọi một lần. Ôi, mùng 6 tháng 12 chưa đến đâu bây giờ. Chưa. Lâu. Hôm nay vừa có 17, 18 gì đó. Ừ. Hôm nay 17. Thế nào chọn gọi anh xem rồi nhé. À sao nữa à? Hay mua? Nhưng cái kia là tiền ai lấy đâu về trả? Không, mình tự góp vào thôi mà. Tự góp vào không thì ai thắng thì được ấy, đúng không? Thế, chủ gà nó tự góp vào đấy. Lượn điên. Quá ngon. Nhờ. Yeah. Rồi. Ừ. Chọn một cân kìa. Quá ngon luôn miếng này. Ta sợ mấy vít cô tí để. 90.000 à? À 100 à? Thế sao được miếng nhon ngon quá nhỉ? Quá ngon. Đặc xương lấy xong. Mua thịt đi, thịt lợn điên đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.